đội Thác Công Lipa, nơi chỉ thể nguyên bản lên của mày. Chào mừng anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Thì tiếp theo là một tiêu đề chính là một ngày farm ở server Hoàng Gia. Anh em sẽ làm những gì và ra sao? Thì một ngày farm chỉ có hai map chính thôi, là ở trên Ikawood và ở map Bagat thôi. Mình sẽ dạo một vòng cho anh em biết. Và đây là một con nhân vật có tên là GF Quyền Dương mà tất cả anh em nào cũng muốn sở hữu em ấy để chinh phục cái lục địa mu, trong đó có mình nha. Và lớp 2 hiện tại bây giờ thì người ta đã cho tải ở trên CH Play nha anh em. Các anh em chỉ việc gõ vào cái chữ là lớp 2 là nó sẽ ra biểu tượng hình màu xanh là đúng nha anh em. Rất là dễ luôn, không cần phải lên Google như lúc trước nữa. Bây giờ cái phiên bản hoàn toàn mới nha. Và đây là những chỗ farm của anh em. Mình sẽ dạo một vòng ở trên Bagat trước và tiếp tục mình sẽ lên trên Ikawood sau nha. Mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Thì một ngày anh em farm ở server Hoàng Gia nó sẽ như thế nào, server mới nhất ngay tại điểm hiện tại và hỗ trợ tốt nhất nha anh em. Hầu như thì tất cả những bãi quái đều có anh em farm. Vào khung giờ tầm khoảng là 9 giờ tới 10 giờ thì anh em BK rất là sôi nổi, rất là nhiệt tình trên đây luôn. Anh em vào trong đây chỉ cần reset lên cho mình 5 lần reset thôi là sẽ tặng anh em là full lần reset và full đồ 380 cộng 7 cho anh em trải nghiệm. Ở đây cũng là một cái bãi quái web. Đầu tiên thì anh em sẽ đi reset trước. Reset match ngày xong thì anh em sẽ quay sang cài master, vì game này nó có master nha. Không socket nhưng mà có master nha anh em. Và ở đây thì có một anh whip ở đây đây. GF phiên bản này thì mình xin nhắc lại cho anh em biết luôn là em ấy sẽ đi theo hướng STG, không phải như là GF Angi, cũng không là GF Wood, cũng không là GF NE, mà phiên bản Hoàng Gia cho chúng ta ra một cái phiên bản là GF STG. Nếu mà anh em đi farm thì có thể là STG và Angi, còn anh em đi BK thì anh em có thể là cộng nhẹ vào trong phần là vít. Vì vít khi mà mình tăng mát vít rồi nó cũng không nói lên được cái độ nguy hiểm của máy, cái lực tay và cái lượng đam cho ra nó cực kỳ bé, không phải như những cái phiên bản khác. Còn anh em khi cộng vào vít một số điểm vừa đủ, anh em kèm theo một cái bút của DK, một cái bút của Fay, thì anh em sẽ vững vàng đi. Và cái con game này nó thiên theo hướng là phản 100%, nên khi đi BK thì các anh em cộng cho cái lượng HP mình vừa đủ và cộng cho cái lượng anh ghi của mình tầm khoảng là 2k đến 3k đảo lại là được rồi anh em. Còn bao nhiêu thì cộng hết vào STG. Và nghe tới đây thì các anh em sẽ đặt một cái dấu hỏi chà bá là không cộng vào trong anh ghi làm sao có được một cái lượng thủ là 15k như gì. Thì ở con game online và BK thì người ta không có quan trọng. Người ta quan trọng làm sao kiếm được những cái set đồ như vậy. Kiếm set đồ có lực chống đỡ rất là cao thì người ta mặc vô. Vì đây là một cái con game hơn thua với nhau về cái lượng BK. Thì các anh em mài mò và tìm kiếm làm sao săn boss hoặc là đầu tư hoặc là nạp các kiểu. Thậm chí là các anh em có thể là mua đồ lại của thương gia. Thì làm sao cho cái lượt thủ của mình nó cao nhất có thể, chứ không phải là mình cộng vào anh ghi cao để mình lấy thủ. Nếu mà cộng vào anh ghi cao để các anh em lấy thủ lấy tóc thì các anh em khi đi BK thì tự mình hạ mình luôn nha anh em. Vì phản nó sẽ phản lại rất là nhiều luôn. Vì cái con game lock 2 phiên bản lock nói chung và cái con game lock 2 nó riêng, đa phần thì sẽ dựa vào cái điểm phản chứ không phải là dựa vào cái điểm thuộc tính. Thuộc tính của các anh em càng cao, các anh em cộng tóc càng cao, điểm phản của các anh em nhận lại cũng càng cao luôn. Thì mình cho ra 10 mình nhận lại cũng 10 nha anh em. Nên điểm chuẩn của các anh em cũng là quan trọng, nhưng mà cái tóc của anh em cộng ít lại, mình nói cho anh em dễ hiểu nha, khi BK nha. Còn khi đi farm thì các anh em cộng tóc cho cao chút xíu để khi mà đi farm, đi giành bãi, đi kit quái đồ á thì cho nó tốt. Đa phần ở trên đây thì anh em sẽ BK rất là dữ dội và khốc liệt, nhưng hôm nay vào trong đây nó hơi trễ chút xíu. Hôm nãy mình đâu đó mình thấy là anh em BK mỏm trên đây rất nhiều, là bố chấp mày full boost luôn lên đây thì mình lên nó hơi chậm chút xíu nha. Thì anh em đâu đó là đã về chỗ hết rồi, không còn BK nữa. Đây chỉ còn máy này thôi. Ở đây là một bãi quái, ba bãi quái dính chùm lại với nhau, dành cho những ông top, những ông nào máu chiến mà người ta có đầu tư thì người ta sẽ lợi đây, người ta gom cái nguồn thu ở đây đây. Thì đương nhiên người ta farm ba bãi lúc nào cũng lẹ hơn một bãi nha anh em. Bãi quái nha anh em, nó chữ bãi không á thì nó trong trơn trong quắt, mình sẽ đi dần xuống cho anh em xem. Ở đây cũng rất là nhiều đây. Ở đây thì có anh MG đeo Winsum, mình thấy là nó sai khoa học nhưng mà đúng ở game. Khoa học là một chuyện nhưng game là một chuyện nha. Ổng đeo Winfay còn được, nó chi là cái Winsum anh em à. Ở đây là đúng chắc đây. MG một cái Win ác quỷ. Win này thì dùng cho cái con DK và con MG luôn. Đeo Win này thì thấy Magic nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Vì top á lúc nào người ta cũng phải đi cà khịa nha anh em, chứ không phải là để cho anh em ấm im mà đi farm đâu. Mình sẽ đi một vòng cho anh em xem và biết luôn. Toàn bộ những bãi quái ở trên đây là đều có top, người ta lên người ta cài.
Thì người ta đầu tư để làm gì? Đầu tư thì người ta để lên đây, người ta kiếm cái nguồn thu đấy. Phải có win mới lên trên đây được nha anh em. Còn nếu mà không có win thì anh em cởi một con phượng hoàng. Phượng hoàng thì các em cũng có thể là chạy lên đây được bình thường và vô tư. Trên đây còn bãi cũng khá là đông. Ở đây thì một anh GF cũng rất là đẹp trai đây. Một cái set full nick như vậy á thì sẽ có một cái lượng thủ cho chúng ta khá là ổn. Set huyết long á thì nó cũng có nhưng mà cái phôi S là không có nha anh em. Nên chỉ dùng cái set full nick thôi. Nếu mà có set huyết long nữa thì cái lượng thủ của chúng ta lên càng cao nữa. Ở đây có một anh DK đó, mình sẽ bật BK lên cho anh em xem nó sẽ có một cái phần nào đó cho nó ngầu một chút xíu nha. Và đây cũng là một cái bãi whip. Cái bãi whip này cũng tương đương như là ba cái bãi whip ở đằng đầu cổng. Quái nó sẽ ra liên tục, nó không có ngắt phản đâu. Các anh em nào mà đủ khỏe, đủ mạnh thì có thể là lên đây kit. Còn những cái bãi mà tép kêu như gì đây, những bãi mà tép kêu như gì đây thì để dành cho newbie thôi. Nó chỉ có một cái bãi quái đơn và nó sẽ có một cái thời gian để cho quái ra. Còn những cái bãi whip thì đa phần nó sẽ hai bãi đi chung, ba bãi đi chung hoặc là một bãi mà quái nó sẽ ra liên tục. Nó không có thời gian để ngưng luôn, quá nó sẽ ra liên tục hoài, thì như vậy anh em sẽ có cái nguồn thu rất là cao, trong khi đó các anh em sẽ có một cái lượng master cũng rất là nhanh hơn người ta. Đây ở trong đây thì những bãi quái cũng còn khá là nhiều. Ở đây thì có hai bãi đi cặp kè anh em. Nếu mà farm ở đây thì các anh em farm cũng khá là ổn. Con GF của mình thì nó farm hơi tù hơi cùi chút xíu. Nếu mà BK thì các anh em cố gắng làm sao kiếm cho mình được một cái set S và cái set là set cuối, tạm gọi là set cuối nha, tại vì ở đây server này mát chỉ có là 380 thôi, thì Phoenix này nó nằm ở dạng là set cuối rồi. Nếu anh em có đầu tư mà để quăng bot thì kiếm cho mình một cái set như ví dụ là các anh em lấy là cái dòng né và cái dòng phản, hoặc là cái dòng HP và cái dòng phản, kèm theo đó là cái dòng giảm sát thương và dòng phản cũng được, nhưng cái đó là lý thuyết nha anh em. Còn thực hành đó thì nó rất là khó, vì khi mà mình dục ra được một cái phôi như vậy đó, thì nó rất là đáng giá luôn. Và trong khi đó cái phôi đó là đâu phải cái set đồ của mình đâu. Nhiều khi mình dục ra cái phôi đẹp nhưng mà cái set đồ của clan khác thì nó cũng như không hả anh em à. Ở đây là cuối bản đồ nha anh em. Cuối bản đồ cũng vẫn có một cái bãi quái, thì anh em nào không thích bon chen thì vào trong đây để mình farm, là mình không có bon chen nha, mình chỉ vào tuốt ở trong đây thôi. Còn ở ngoài thì để cho anh em chạy reset nè, để cho các anh em hân thu với nhau thì nó sẽ rất là dễ. Qua đây là phiên bản của game Mulock 2. Server hiện giờ mình đang quay, đang làm clip là server Hoàng gia, nằm trong cụm máy chủ là Gold 3 Legend Up Kingdom. Thì anh em nào muốn vào trong đây trải nghiệm thì có thể là liên hệ qua bên mình nè, rồi mình đưa một cái Zalo của mo, người ta sẽ mở một cái acc của anh em lên. Khi mà mở xong thì các anh em liên hệ lại cho mình một lần nữa, mình sẽ tặng gấu và tặng gem cho anh em đi reset. Chỉ reset có 5 lần thôi anh em, rất là nhanh. Khi reset được 5 lần thì các anh em sẽ được tặng là mát reset ngày, không cần phải làm gì thêm, là chỉ cần làm reset 5 lần thôi là được mát reset ngày nè, kèm theo đó là được một cái set đồ là 380 cộng 7 luôn nha, chứ phải là 380 thường đâu. Còn công cụ á, vũ khí thì các em có thể là tự đi farm. Hiện giờ thì nó đang hạ nhiệt xuống rất nhiều rồi. Đây có một công cụ cực kỳ whip luôn. Lúc trước mấy cái này là 900 hoặc là 1k, bây giờ còn xuống là 600 mấy nha anh em. Thì game lúc nào cũng vậy, từ từ top nó có đồ xong rồi nó mới chịu nhả đồ đó ra, và nó có cái đồ mới nó sử dụng, và lần sau và tháng sau nó có tiếp tục có đồ khác nữa thì nó tiếp tục lại nhả đồ trước ra, thì cái giá thành nó sẽ nhẹ xuống. Còn ở đầu game á, thì giá thành nó hơi cao chút xíu, cái đó là chuyện đương nhiên anh em. Và cái con game mobile và cái con game online BK thì không tránh khỏi được cái chuyện BK nha. Thì các anh em vào trong đây cố gắng chơi rồi tìm hiểu, các anh em vào trong đây chỉ cần bỏ thời gian ra để trải nghiệm thôi. Còn cái chuyện đồ đạc hay reset là để bên mình lo hết rồi, nên anh em không cần phải là vào trong đây bục mặt ra mà phải chạy cho bằng top hay gì. Vào một cái là bằng top luôn, rồi từ đó là top cũng chạy rồi mình cũng chạy. Nếu mà top sơ hở chút xíu là mình có thể là vượt mặt bóp càng qua mặt luôn anh em à. Còn đồ thì mình không thể bì được, vì đồ top người ta đã nạp vô, người ta chạy top tháng và người ta đã nạp vô, người ta quăng ra đồ thì lúc nào đồ người ta cũng ngon cũng im hơn mình trước. Nên mấy anh em vào sau nó ù vô, vào sau bị mấy em kia quánh thở không nổi hay là không có chỗ farm, cái đó là chuyện đương nhiên anh em. Nếu mà anh em chơi game không có đầu tư thì bắt buộc cái con game nào anh em cũng phải thua hết. Còn nếu mà không có đầu tư, các anh em muốn thắng người ta thì các anh em phải có một cái đường chơi cho chuẩn nè, và cái lối chơi âm thầm luôn. Như ví dụ là có thể xin vào trong một cái gui thì nó sẽ hạn chế BK hơn. Còn hoặc là các anh em có thể là farm những cái map mà không có top, ví dụ là ngoài cái map là Ikewood hoặc cái map Ba Gác Ga thì các anh em có thể là farm những map khác như là D4, Lost 1 và ở trên cờ ghi. Qua những cái map đó thì nó không có được lượng S cao bằng hai cái map này, nhưng mà chúng ta vẫn chơi được, vẫn farm được. Vì khi mở ra một cái server để cho các anh em vào trong trải nghiệm, vào trong tiếp cận một con game, thì lúc nào nó cũng có hai hướng rất là rõ rệt, một hướng cày và một hướng nạp. Thì cái con game nào mình giới thiệu, mình review, mình quảng cáo thì mình cũng vẫn nói như vậy thôi.
Người ta không bắt buộc anh em phải nạp vô trong đó là 100% mới chơi được. Người ta không bắt buộc gì hết. Mà đảo ngược lại, bên nhà phát hành, bên nhà làm game, người ta còn tặng cho anh em nữa. Tặng đồ điển hình như là server Tam Quốc và server Thằng Ma. Thằng Ma thì hôm nay như bên mình say win, anh em nào hên thì ra được một cái set đồ cấp 7, tùy chọn ốp, rồi tùy chọn cấp đồ luôn. Kèm theo đó là được cộng 11 nữa. Cái đó là người ta được tặng miễn phí cho anh em. Hoặc là một cái gói code tăng thủ, các anh em chỉ làm theo yêu cầu thì tầm khoảng 5 lần về set thôi là các anh em có đầy đủ hết, khỏi cần event, khỏi cần gì hết, mà các anh em cũng vẫn có bình thường. Như điển hình là ở bên server Tam Quốc, ở bên server Thằng Ma, các anh em chạy 5 lần reset là các anh em sẽ được reset bằng top, được cộng thêm 25k buy-in của reset VIP, kèm theo đó là set đồ cộng chính hay up tùy chọn, kèm theo một cặp vũ khí gồng nữa, một cái win bar. Thì các anh em đâu cần gì đâu, chỉ cần bỏ ra tầm khoảng là 25 phút để các anh em chạy được 5 lần reset là các anh em sẽ có full combo đồ để trải nghiệm. Không cần bỏ 1.000 nha, chỉ cần là vào trong đây bỏ chút xíu thời gian thôi là các anh em sẽ có đầy đủ. Qua cái server hoàng gia này cũng vậy, các anh em chỉ cần chạy lên cho mình 5 lần reset các anh em sẽ được nè, reset nè, sẽ được đồ nè, win. Và cái vũ khí bây giờ thì chưa có, tại vì hai cái đó này còn quá chát, mình sẽ vào win cho anh em xem. Cánh này, cánh hiện giờ nó đang rất là chát luôn. Và vũ khí cũng vậy, vũ khí nếu mà vũ khí thường thôi thì các anh em cũng thấy như vậy. Còn vũ khí mà S đây, vũ khí S 12k, các anh em thấy không, cái lượng decoy nó lên rất là cao đấy. Thì mấy cái này á thì mo người ta chưa có tặng được, nhưng mà người ta sẽ tặng cho anh em set đồ trước, tặng có một cái lượng thủ và tặng thêm đó là cái gì set, tặng các anh em có một cái lượng buy-in nhất định để các anh em đi farm, đi trải nghiệm. Để nhiều khi các anh em đi dài trong đây chơi 4 5 ngày rồi mà chạy không bằng ai hết thì nó cũng khá là bất cập. Chỉ cần các anh em chỉ bỏ ra là 5 lần reset là các anh em sẽ được tất cả những gì ở trong cái server diễn ra và đang có luôn. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.